Rắn cạp nong đầu đỏ, loài rắn cực kỳ hiếm gặp. Đặc điểm nổi bật của loài rắn này là phần đầu và đuôi có màu đỏ sáng. Giữa đỉnh đầu có một sọc màu đen từ đỉnh đầu chạy dọc theo thân. Cạp nong đầu đỏ rất hiếm khi xuất hiện gần khu dân cư, chủ yếu sống ở vùng rừng rậm có độ cao 400m so với mực nước biển và cực kỳ nhút nhát, dù nọc độc của chúng tương đương với cạp nia và cạp nong, nằm trong top loài rắn độc nhất Việt Nam.